khu trưng bày là cái nhà này đang đứng này. Dạ. Đúng không? Nhà này đang đứng, bây giờ anh đi ra, anh ghé ra cho tới ngã ba Tân Bình này. Ha. Ngã ba ngay đây. Đi theo đường này, đi theo đường tỉnh lộ 783, 7 cây số. 7 cây số gặp ngay đây nó có cái đỏ cầu sắt. Ừ, cầu sắt. Nhìn bên phải có cái cầu sắt á. Cầu nó để là cầu Tà, cầu Tân Phú, cầu Tà Kia Tân Phú. Thì đi anh đi đây qua đây là có cái đội là có cái trạm gác qua đây ấy. Anh nói là có gặp chỗ Thành ngoài vườn á, xong đi tiếp. Anh đã nói chuyện rồi thì từ đây đi tiếp, đi vô trong giữa đây, từ đây vô nó khoảng 5 cây rưỡi, 5 cây rưỡi đó. Đó thì 5 cây rưỡi đây là cái khu Đa Ha, thì anh gặp anh Cường anh sẽ chờ trong này. Khu này thì nhà cửa đường xá thì nó làm liên hoàn, có đường đi và cái cảnh sinh cảnh rừng thì nó cũng rất là đẹp. Đặc trưng của Tây Ninh luôn, hiếm có, phải là cái đúng rồi, cho nên là thì đi chụp những hình ảnh đấy. Toàn thời gian thì chắc lên lắm rồi, còn chụp hình chụp nước lên tới đây thì cũng hơi lâu á, tại vì còn nhiều chuyện, cũng nhiều chỗ để mà chụp hình những cái hình ảnh đại đẹp đặc trưng. Kia có cái tháp quan sát đúng không? Tháp, tháp giống như kiểu ở Cà Mau đúng rồi, hay là ở 30 mấy mét, đây 33 mét, chụp cũng nhiều. Yeah. Khu này giống như khu trung tâm rồi. Trung tâm ngay chính giữa luôn, yeah, gọi là chính giữa của rừng vườn quốc gia luôn. Cũng có nhiều chỗ để chụp. Tức là nó có nhiều cung bên đây nữa nè. Đây. Thì bên đây thì là cái cơ quan chính phủ trực thuộc ban quản lý các khu di tích miền Nam, nó cũng biết với trung tâm quá. Dạ, nó liên quan cái di tích này thì nó nằm gọn ở trong vườn luôn, vườn luôn. Đó, ngoài cái mà sinh cảnh độc đáo thì cũng là cái khu vực phía bắc này. Nó đan xen cái vùng mà rất hiện diện là cái cây cái rừng thưa giống rừng cột của Tây Nguyên. Đấy, cây thế là cây rừng thảo ven thưa như này, có một cái vùng thì đan xen nhau là nó cây tràn nước. Của mình tổng cộng là bao diện tích nó khoảng bằng 19.156 hecta. 19.000 hecta. Trên khoảng 4 xã. Huyện Tân Bình, Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp và Thạnh Tây. Dạ. Cũng sẽ thực vật thì nó có khoảng 700 loại, động vật thì nó khoảng gần 600 loại. Động vật khác nhau. Chúng tôi biết nhiệm vụ là bảo tồn. Thường thì đi là bắt buộc những ngày thì anh em có đi mà hôm nay để cho anh tự đi vô trong này luôn. Dạ không sao, để em có liên hệ cho cái trạm này đúng không? Đây là trạm này. Dạ. Trạm thứ hai. Nó có cái chỉ đi vô đây là nó có cái cầu sắt thôi. Yeah. Các nhìn bên tay phải là có cái barrier đi thẳng qua đây. Dạ, cảm ơn. Để em tự đi được rồi. Để em ngó đây vòng cái em đi.